Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là S10 cộng và đây là Xiaomi Mi 9. Và chắc chắn là video này mình sẽ nói về hiệu năng rồi. Mấy cái bài load game mà truy cập vào ứng dụng xem cái nào nhanh hơn, cái nào chậm hơn thì cái trò đấy thẻ của các bạn rồi mình không quan tâm. Flagship bây giờ mình không quan tâm đến cái tốc độ load app tại vì cái nào cũng rất nhanh. Và riêng về cái khoản chơi game á thì chắc chắn là các bạn đều biết chắc chắn luôn, cái này là mình phải dùng từ chắc chắn luôn, là Mi 9 sẽ ngon hơn với Snapdragon 855. Con này sẽ là Exynos 9820 thì các bạn đều biết là cái điểm yếu của GPU Mali nó như thế nào rồi so sánh với cái GPU Adreno. Nên là khỏi phải suy nghĩ luôn, chơi game và xét về cái vấn đề tu các thứ thì Mi 9 sẽ ngon hơn. Nhưng thực sự về cái CPU, về những cái tác vụ thông thường mà các bạn sử dụng và đặc biệt trong những cái tác vụ siêu nặng ví dụ như render video thì cái nào sẽ ngon hơn? Đó. Ok, mình sẽ show đến cho các bạn một vài những cái điểm số trước nha. Điểm AnTuTu benchmark đi. Thì con Samsung Galaxy S10 cộng nó đạt vào khoảng tầm 320.000 với GPU vào khoảng tầm 143.000. Trong đó thì chênh lệch rất lớn, nó đến từ con Mi 9 với Snapdragon 855. Nó lên tới là 129.000 điểm CPU và 156.000 điểm GPU. Tức là xét ở cái điểm số về mặt AnTuTu thì các bạn đều biết đấy là Mi 9 nó sẽ tốt hơn so với là S10 cộng rồi. Chênh lệch quá rõ ở cái điểm CPU này luôn, một bên là 98.000, một bên 129.000. Càng đét đúng không các bạn? Và đến cái điểm Geekbench thì mình sẽ show cho các bạn thấy. Điểm Geekbench 4 của con S10 cộng rất cao. 4.508 single core và multi core lên tới là 10.173. Cái số điểm này nó tương đương với cả Apple A12 đang sử dụng trên chiếc 10S, 10S Max các thứ, 10R các kiểu. Tuy nhiên thì không hiểu lý do vì sao mà cái phiên bản hình như ROM Trung Quốc này của mình không thể nào mình chấm được cái điểm Geekbench này. Đó. Khi mà chấm xong thì nó lại bị báo một cái lỗi gì đó rất là lạ lùng và không thể nào show được kết quả ra, nên là mình cũng sẽ bỏ qua luôn. Tuy nhiên thì cái điểm hôm trước khi mà mình chấm trên con Lenovo Z5 Pro GT thì đâu đó chỉ tầm khoảng 2.500 single core, rồi đâu đó multi core chỉ tầm 9.000 các thứ mà thôi. Thì thôi, nói chung là cái phần đấy mình bỏ qua. Cho dù cái này tối ưu tốt hơn thì có thể nó cũng sẽ chỉ tương đương với cái này mà thôi. Vậy nên mình sẽ bỏ qua luôn cái vấn đề này. Một cái chi tiết khác, mình sẽ sử dụng cái phần mềm đấy là Filmora Go để edit video. Rất lạ một điều đấy là con Samsung Galaxy S10 cộng này mình không thể nào cài được cái ứng dụng đấy là Adobe Clip, gọi là Adobe Premiere Clip ấy. Đó. Adobe. Đó. Cái ứng dụng này mình không thể nào mình cài được, trong khi đó với trên chiếc Mi 9 thì nó cài và sử dụng một cách rất là dễ dàng. Nên là cũng Exynos có nhiều cái nó cũng suy nghĩ quá các bạn ạ, không biết nói sao một lần. Mong rằng anh Samsung làm việc lại với các cái app này để cho nó ngon hơn, chứ không dùng được thì buồn lắm. Rồi, ok, và Filmora Go đi. Rồi, create new video thì mình sẽ lựa chọn cái file 6 phút 42 giây, add next, 6 phút 42 giây, ok, add next. Rồi. Thì trong cái ứng dụng này các bạn cũng có thêm rất nhiều những cái hiệu ứng, ví dụ Add Theme, Add Music, Add Transition, rồi có thể là Edit Tool các thứ. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ chỉ chấm về cái điểm đấy là Render Video, nên mà lưu luôn. Nào, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Rồi. Thực sự đây là một cái video nó cũng không quá nặng đâu. Mình quay bằng con Galaxy S10 cộng. Hôm vừa rồi drop test cái Galaxy S10 cộng ấy, các bạn cũng có thể tham khảo lại trên kênh. Bền vãi đái luôn. Và ngay tại từ thời điểm này thì các bạn có thể tham khảo mức giá của con Galaxy S10, S10 cộng tại 7S. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và các bạn có thể đặt trước nhá. Sắp tới ngày 8 tháng 3 thì nó sẽ mở bán, và kể cả như đây chiếc Xiaomi Mi 9 thì nó cũng sẽ về Việt Nam sớm thôi. Hàng chính hãng các thứ hẳn hoi luôn. Rồi, thì đây các bạn có thể thấy là bắt đầu cùng một lúc nhưng con Mi 9 nó đã nhanh hơn một chút xíu. Đây là một chút xíu thôi, các bạn có thể thấy là nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Ở khoảng 30% đầu tiên thì nó chênh lệch chỉ đâu đó khoảng 1% thôi. Nhưng mà như thế, nếu cứ giữ cái đà này thì chắc chắn là con Mi 9 nó sẽ render video nhanh hơn so với con đấy là S10 cộng. Và bây giờ là Mi 9 thậm chí mình còn đang dùng ốp lưng ấy. Đó. Thì mình sẽ bỏ ra để mà đảm bảo là nó không bị nóng các thứ. Mà thực ra mấy con chip mới bây giờ không hề nóng một tí nào luôn đây. Trong quá trình render video hẳn hoi, nhưng mà các bạn sờ vào cái mặt lưng của con Mi 9 nó cũng không hề nóng một tí nào. Còn như con chiếc S10 cộng này của mình này, thì kể cả mình dán da các thứ vào thì nhiệt độ vẫn rất là ngon. Nên là nói chung là những cái chiếc flagship xịn sò như bây giờ thì khả năng tản nhiệt của nó quá ngon rồi, nên là cũng không có thứ gì để mà phàn nàn.
Đi đến khoảng hơn 50% thì các bạn có thể thấy là Mi 9 nó đã đạt vào khoảng 56-57%, trong khi đó thì S10 cộng bây giờ vẫn 54-55%, tức là cái sự phần trăm chênh lệch nó lên tới khoảng 3% rồi. Thì như thế mình có thể đánh giá sơ qua là kể cả cái điểm CPU, cái điểm render video các thứ của con Mi 9 thì nó cũng đã ngon hơn so với là S10 cộng. Thực ra cái này thì mình nghĩ nó phản ánh đến từ con chip là Snapdragon 855 và Exynos 9820, chứ không thể nào nói tổng thể được. Tại vì là S10 cộng chúng ta sẽ còn có phiên bản chạy chip Snapdragon bên Mỹ các thứ mà, thế nên chắc chắn là hiệu năng mình nghĩ nó sẽ là còn ngon hơn. Rồi bây giờ đã lên đến 77 và 73, 78, 74, rồi chênh 4% rồi, và hãy xem đến phần cuối. Cái này nó mới thể hiện rõ được cái sức mạnh của CPU, chứ mấy cái bài load game thì làm gì thể hiện được. Tại vì các bạn đều hiểu là khi mà load game nó phụ thuộc vào cái tốc độ của bộ nhớ trong khá nhiều. Nên lát nữa mình cũng sẽ show luôn tốc độ bộ nhớ trong để các bạn thấy. Rồi, 95%, 90, 96, 91, 97, 98, 99, 100. Ok, xong. Exporting. Đã xong video của chúng ta. Đó, cái này bây giờ mày xong. Xong đi. Exporting, ok, rồi. Thì như các bạn có thể thấy là Mi 9 của chúng ta đã render video nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ lưu vào camera roll 1, 2, 3. Lưu. Mi 9 vẫn nhanh hơn tí. Rồi thì thông qua cái bài test vừa rồi, các bạn cũng có thể thấy được cái sức mạnh của Snapdragon 855 nó đã tốt hơn so với Exynos 9820. Và tiếp theo là mình sẽ nói về cái tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong đi, thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm đấy, Anthropen History. Đó. History. Đó. Một bên là 794MB, một bên là 772MB, 192, 191 khá là tương đương nhau. Random read các thứ, nói chung là cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Nên là thực sự xét về cái bộ nhớ đọc ghi của hai sản phẩm này thì nó cũng đều tương tự như nhau. Xét về CPU thì Mi 9 ngon hơn, GPU Mi 9 ngon hơn, và sử dụng để mà gaming các thứ thì chắc chắn là Mi 9 cũng sẽ ngon hơn. Nên là nói chung về hiệu năng tổng thể thì Mi 9 ngon hơn so với là S10 cộng. Tuy rằng cái này có 6GB RAM thôi, phiên bản S10 cộng của chúng ta là 8GB RAM. Ok, và đó những chia sẻ và đánh giá của mình về hiệu năng của hai cái máy này thông qua một bài test siêu nặng để render video. Và các bạn nghĩ sao về hiệu năng của hai chiếc điện thoại này, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Mà nếu quan tâm đến S10, S10 cộng thì có thể đặt trước tại 7S thông qua link phía bên dưới phần mô tả video, tại vì đang có rất nhiều phần quà đang chờ đón các bạn. Còn nếu như các bạn muốn đợi Mi 9 thì chúng ta có một hiệu năng gaming tốt hơn, đợi đi, sắp về Việt Nam rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye. Thank you.